Vâng, chào anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu từng con cảm biến một. Con cảm biến đầu tiên thì có tên gọi là cảm biến CKB hay còn gọi là cục kích nhá. Cục kích hoặc CKB. Thì các cảm biến mà có tên gọi ở đây thì nó được gắn ở khắp trên xe. Tuy nhiên thì anh em nhớ chúng tôi này. Khi trên xe máy nói chung thì sẽ có khoảng 10 cảm biến. Nhưng ở trên một chiếc xe thì không phải là xe nào cũng gắn đủ 10 cảm biến cả. Hiểu chưa? Tôi lấy ví dụ như bây giờ có xe thì có cảm biến này, nhưng mà có xe thì không có cảm biến này. Đó. Hoặc là có xe thì có cảm biến này, có xe thì lại không có cảm biến này. Hoặc thì có xe thì có cảm biến này, có xe không có cảm biến này. Đó, tùy theo cảm biến. Đó. Ví dụ như thực tế nhất chẳng hạn, như tôi lấy ví dụ như là có xe thì có cái van guarantee này, thì là những xe đó guarantee nó điều khiển tự động thì chúng ta không cần chỉ bằng tay. Còn có những xe thì không có cái van guarantee tự động này thì chúng ta lại phải chỉnh guarantee bằng vít chỉnh gió. Đó, ví dụ như vậy. Hoặc là ví dụ như chiếc xe này có bộ ba cảm biến, thế nhưng mà một số xe thì không có bộ ba cảm biến. Hình dung chưa? Đó, cho nên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cảm biến ha. Rồi, đầu tiên là CKB, cục kích. Rồi, cảm biến CKB đầu tiên là cảm biến 2 dây, có 2 dây điện. Thì cấu tạo cảm biến thì gồm là từ trường với lại cái cuộn trở với lại từ trường vô lăng. Thì đây là cái hình của cảm biến. Thì con kích, thì con cảm biến này gọi là con kích nha, tôi gọi là con kích cho dễ hiểu. Thì con kích này nó là con kích 2 dây. À, 2 dây đi về IC. Còn đối với cái vô lăng thì trên dòng xe FI thì vô lăng của nó nhiều cựa hơn những xe thường. Đó, nó có 9 vấu hoặc 10 vấu hoặc 11 vấu tùy theo hãng xe. Ừ. Đó. Và cục kích ấy, thì ở trên xe FI thì nó sẽ có cái chức năng ấy, này, nó có 2 dây điện đi về IC luôn. Thì con kích này bản chất của nó là kích bình thường như Zimway thôi, nó không có gì thay đổi cả ha. Đó. Thì trong quá trình mà vô lăng chạy qua kích, nó sẽ tạo ra xung, nó gửi về ECM. Gửi về ECM thì ECM sẽ điều khiển như là phun xăng. Đó. Điều khiển phun xăng, điều khiển đánh lửa, điều khiển bơm xăng. Và một số xe thì khi con kích này nó bị hỏng, hoặc là các bạn đè máy mà cái vô lăng không quét qua kích, kích xa quá hoặc bị hỏng hoặc là đứt dây, thì con ECM này không nhận được tín hiệu kích thì nó sẽ báo lỗi lên LV để cho chúng ta biết được là xe đang báo lỗi là do hỏng kích. Đó. Đó. Và lưu ý là con kích này thì khi mà bị hỏng thì tất nhiên là các bạn đè máy năng lửa không có, xăng không phun và đồng thời là không bơm xăng luôn, nó là mất cả ba. Nếu như mà con kích hỏng thì IC sẽ ngừng hoạt động cả ba và đồng thời là sẽ báo lỗi. Thì tuy nhiên là có xe thì báo lỗi, có xe thì không, tùy theo hãng xe. Như Honda là không báo lỗi này. Còn Suzuki và SOM và Yamaha thì có báo lỗi ha. Có báo lỗi. Còn quá trình kiểm tra các bạn đo điện trở thì vẫn đo điện trở là giống các xe Zimway. Đó là xe thường đo từ 110 đến 150 ohm. Yamaha 280 đến 350 ohm tùy theo giá trị điện trở. Còn riêng điện áp thì các bạn có thể là đo volt. Đo volt thì chọn đồng hồ là 200V ACV để chúng ta đo. Thì khi đè máy thì điện áp tiêu chuẩn là 0,3V trở lên. Đó. Và tối đa là khi máy chưa nổ thì điện áp nó phải được tầm khoảng cỡ 2,5V. Là khi các bạn đè máy mà chưa nổ máy được. Đó. Hoặc là các bạn có thể dùng bóng đèn LED 3V để đo trực tiếp vào hai dây này. Đó. Dùng bóng đèn LED. Rút IC ra đo đèn, cắm đèn LED vào tại rắc hai dây này để chúng ta bấm đè. Thì bóng đèn LED nó phải sáng. Bóng đèn LED phải sáng. Đó. Thì như vậy là nó về con kích 2 dây. Thì cái này các bạn cũng rất là dễ hiểu thôi. Anh em nào không hiểu thì mở thêm trang 45 ra để đọc tài liệu thêm nhé. Rồi, chúc anh em thành công.